mỗi một cái đi nó đi vòng vòng đây đó, thấy không mọi người, thấy không, một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái đó, mỗi cái bông là trái, trong đây cả chục trái nè, là một cái thân của nó nè, cái bụi nó nè, để Liên cho coi cái bụi nha. Đó, đó là cái bụi gốc của nó dưới nè, mọi người thấy không, nó còn bị dướng cái trái này của bên này nè, nó chín. Liên đang tìm trái nè, đó nó chín ở dưới đó, mình không có lót cái gỗ nhà vườn nè, với lại không có, ồ nó đụng cái máy, nó không có ấy á, coi rồi, con ốc nó ăn uổng không, buồn cũng chết, giờ mình phải rửa lại mình cho chim mình ăn. Đó là mình mất hết một trái rồi, thấy chưa, sao nó mờ mờ vậy ta, chắc ba Liên dời nó đi. Đây là sao vậy? Đây là nó, đây là trái dâu nữa nè, mình Liên sẽ mất trái này để nó nuôi bơm ba trái này, thấy không, cái thùng này nữa. Mình sẽ cho coi nữa, nó nhiều lắm. Thá, trái này chưa chín ha, một chùm là 2, 4, 6, 7 trái, có nghĩa là nếu mà nó chín đều là một chùm này là 7 tới chục trái, có nghĩa là đang đây cả trăm trái thôi. Nếu mình, nhưng mà nó, mình không phải trồng nhà vườn, nó không biết nó đều, có nghĩa là mình hái trái này nó ra trái khác, thấy không, bây giờ cái trái này mà muốn ăn không úng là mình phải để lên cái lá, hay là mình để cái rơm đựng cho nó úng nên Liên chưa có chảy, còn nó cắn nó còn chiếu mình không có xịt nó nè, cho nó ăn nè, hai trái uổng quá ha, ngày nào Liên cũng bị nó ăn hết á, Liên ăn có nhiều á, nhưng mà Liên thích trồng cho nó xanh, nhìn giống như cái chỗ này nó xanh, hồi đó chỗ này trồng mà đây nữa nè, trái nữa nè, đây trái nữa nè, hồi đó nó là trồng đậu rồi đó, mà năm nay Liên không có rảnh, có em bé rồi,